kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Số người thiệt mạng trong thảm kịch dẫm đạp tại Seoul đã tăng lên 154, gồm 26 người nước ngoài. Con số thương vong có thể tăng lên vì còn 33 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn Hàn Quốc hôm nay, ngày 31 tháng 10, cho biết như vậy. Ngoài ra, còn 116 người khác bị thương nhẹ. Toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng đều đã được nhận dạng. Trong số 26 công dân nước ngoài thiệt mạng có 5 người Iran, 4 người Trung Quốc, 4 người Nga, 2 người Mỹ, 2 người Nhật Bản và mỗi quốc gia sau có một nạn nhân là Pháp, Australia, Na Uy, Áo, Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan, Uzbekistan, Sri Lanka. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, trong số nạn nhân có 56 nam và 98 nữ, hầu hết trong độ tuổi 20. Nguyên nhân dẫn tới vụ dẫm đạp hiện chưa rõ, song các nhân chứng cho biết, nhiều người tham dự sự kiện Halloween tối ngày 29 tháng 10 đã đổ về chật cứng các con phố hẹp ở khu giải trí đêm Itaewon tại thủ đô Seoul. Đây là lễ Halloween đầu tiên diễn ra tại Seoul sau khi các hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 được dỡ bỏ. Thảm kịch xảy ra có thêm nhiều người đổ dồn vào một con hẻm rộng 3m2 vốn đã chật cứng người. Một số người ngã xuống, khiến những người khác cũng ngã theo như hiệu ứng domino và chồng chất lên nhau. Con hẻm nơi xảy ra vụ việc chật hẹp, dốc, dài khoảng 40m, ở gần khách sạn Hamilton, kết nối khu vực có nhiều nhà hàng ăn với một con phố chính, nơi 6 người lớn khó có thể đi qua cùng một lúc. Đây là vụ việc gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử Hàn Quốc và là thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra ở nước này kể từ năm 2014, sau khi phà Seoul chìm ở ngoài khơi khiến 304 người thiệt mạng. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo hôm nay ngày 31 tháng 10 kêu gọi mọi người kiềm chế, không đăng các bình luận thù ghét hay chia sẻ các đoạn phim và thông tin chưa được xác nhận về vụ việc. Nhà lãnh đạo này khẳng định chính phủ sẽ điều tra kỹ càng về nguyên nhân vụ việc và sẽ sửa đổi các chính sách cần thiết để ngăn chặn một thảm kịch như vậy tái diễn.